tết tạo thành do thân hậu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, rút con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô quân nhân a sa quá kha già hoa hằng hồn tú, do sự phước báo mà chúng con đã công để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nề buồn nhằn nít bà nát sát bách cha vô hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính bảnh lễ tri ân sư Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Hồng Mai do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Má. Vô Tá Má, Nam Mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, thời kinh Tam Bảo và thọ giới đã hoàn mãn, vững vòng sớm 2 phút nên con sẽ xin đọc bài kệ, một bài kệ. Đây là bài kệ cầu nguyện. Sắp đề Bụt Tha Đã Lắp Bắp Ta bất chê ca nành chá văn bá lăng a ra hàm ta nành chá thề chê ná rắc khăn tam thật và oai lực của chư Phật toàn giác, của chư Phật độc giác, các bậc thánh á ra hăng, xin hãy hộ trì cho chúng con vững chắc trong tất cả mọi thời. Đà năng đá đàm tú sắc thà giá si lăng đắc khàm tú sắc ba đà phà quá nà phí rá tà hồn tú gắt chàm tú đề quá tà gắt tà. Với đức tin trong sạch hợp trí rồi, hãy bố thí cúng dường làm từ thiện diệt tham sân si, hãy giữ gìn giới hạnh bất cứ đâu bất kỳ thời gian nào với tâm thiền định thiền tuệ phát triển thiện tâm. Etta vata cha am hề hí sam pha tăng quần nhã sam pha đằng sát đề đề hòa nú mồ đàn tú sát ba sam pháp tí sư phi già. Với đức tin hợp với trí tuệ hoan hỷ không cần tác động chúng, tôi đã thực hành đầy đủ các phước thiện bấy nhiêu đó thôi. Xin tất cả các chư thiên hoan hỷ với phước thiện ấy, và sau khi hoan hỷ rồi được thành tựu đầy đủ những hạnh phúc an lạc cõi người, cõi trời. Bây giờ là 4:30, là con kính dân mít đến sư Trí Đức để sư dạy kinh pháp cú ngày hôm nay. Con kính thỉnh sư Trí Đức ạ.
Nam mô Bụt Thầy-ya, Nam mô Thầm Mày-ya, Nam mô Sang Khải-ya. Kính lễ Đại Đức Phước Thạnh. Kính chào cô tu nữ Như Pháp. Chị Quyên Mộng, Chị Mê Ta, Chị Tì An Lạc, Đạo Hữu Karuna, Quỳnh Giang Nhật Hà, Chị Quang Thanh, Chị Kim, Đạo Hữu Lê Tuấn, Chị Tờ Man, Đạo Hữu Hư Không, Quỳnh Hạnh Pháp. Chị em thanh rõ, xà thủ, xà thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 152. Trước khi bước vào bài học tam bảo, Bụt thù ma hệ sĩ a ra hằng ta tha gia tô lô cú ta mô sắp ba gà rù hít kẹt sắc vô lô ca sa sa thai cha na đầm ma phù quý đồ quần đà ma hành tầng na ra phù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Atono loka no man tha sa vina karo ko sappanyu buddhappati ku tisan nyato vanda mahantang narapu. Cho này giác rằng pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chủng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô su vát tát sa sa vát vô thích sa thích ca mô vát vát thầm vát thích khắc vô nền đà vát sân sa đi ẩn đá ra phù. Cho này giác cần tăng bảo thinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin lên lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tà ná tê giá tê chê, ná sê khá mê ê, tú á thá năng tá xa bí á nú phá quê, ná sá hát xa dê. Ná sê chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy giác thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tăng dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 152. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi phương pháp học ha. Thay vì chúng tôi đọc trước hướng dẫn cho quý vị rồi, nhưng mà hôm nay thì không phải như vậy. Quý vị cứ đọc coi như không có mặt chúng tôi trước máy, hoặc là chúng tôi sẽ núp lùm theo dõi quý vị đọc. Khi nào quý vị đọc sai thì chúng tôi có ý kiến. Quý vị nghe rõ không? Chắc là hôm nay quý vị coi như không có chúng tôi, nhưng mà quý vị vẫn sinh hoạt như thường. Đừng có nghĩ rằng có chúng tôi thì nghĩ không. Đây là lời Phật dạy mà chúng ta không đủ tư cách để mà diễn giảng, mà Đức Phật chỉ dạy cho cái vị đó. Chúng ta không phải là vị đó, không phải là cái người mà được nghe câu Phật ngôn này, mà chúng ta đọc lên để rồi nói theo cái gương
cái ý của câu Phật ngôn này để mà trì hành. Diễn giảng câu Phật ngôn này mà chúng ta học, để rồi chúng ta nói thì cái gương, cái ý của câu Phật ngôn này để trì hành theo cho đời sống của chúng ta được sự an vui. Chúng tôi chỉ trình bày cái phần từ vựng để làm sáng tỏ ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Chứ thật sự ra ngôn từ của Việt Nam khó mà diễn tả, mà tiếng Việt Nam thì cũng lắc léo lắm, có những cái chỗ địa phương mà thật sự ra chỗ này nói chỗ kia nghe không được, thì chính người Việt mình cũng đã bị ngộ nhận như vậy. Hà huống gì đây là những cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta phải dùng cái căn ngữ của Pali để biết được cái từ đó nói là cái gì. Rồi bây giờ quý vị coi như không có mặt chúng tôi, quý vị vẫn sinh hoạt đọc mà thấy hơi trục trặc một chút thì chúng tôi xin nhắc quý vị thôi ha. Và bây giờ chúng tôi không có đọc trước, quý vị tự xử ha, coi như chúng tôi không có. Alo, rồi bây giờ mời Sĩ Kim trước ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ Hồng Mai, Đờ Men, Quang Thạnh. Sư không nghe con rõ, sao sư biết con đọc sai chúng sư? Ôi, sư núp lùm gì kỹ vậy? Sư nghe rõ đó. Sư sư khi mà sư có kiểu mới, sư phải báo cho tụi con biết trước một ngày, hay là lần trước chứ sư. Sư vô cái sự báo vậy, tụi con quýnh đuôi hết trơn rồi, chết chắc rồi. Nhưng mà nếu mà đọc đúng có thưởng không sư? Nếu đọc sai thì sư sửa, đọc đúng có sửa không sư? Ai chà. Sư lại nói con đọc đi, núp lùm rồi không có trả lời nữa. Nói nhiều quá bà Tám. Trời. Ôi, chết chắc. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 152. Appasuta yang puriso valiwaddo vachi vati mang sa mitasa vatthan tithanya tasana vatthati. Tức là trả lời đọc về y chang cũng phân tích trường âm đoạn âm như lúc trước vậy phải không sư? Con đọc lại ạ. Appasuta yang puriso so sa ni ta sa vat thành ti thành nhà ta sa na vat tha ti. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Tự nhiên lúc kiểu mới là kiểu gì sao đọc lực. Còn làm bộ y như bổn cũ làm đi. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Áp bát hai chữ âm ngắn, số đoạn âm ta chữ âm thông thường, văn chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, vú rí hai đoạn âm, sô chừng âm thông thường. Câu số 2, bá lý hai đoạn âm, quắc chừng âm nhân, chi chừng âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Áp bát sư tà dằn phu lý sô ba lý quắc đồ quá trì ra ti mằng sanh ta sa quắc thành ti thành nhà ta sa na quắc tha ti. Phân tích câu số 3. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, nghí đoạn âm, ta trường âm nhắn, xá đoạn âm, quắc thành hai trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu cuối cùng hay là câu số 4, chứ không phải câu cúng cùi nữa. Trường âm nhắn, nha, trường âm thông thường, banh, trường âm nhắn, nha, trường âm thông thường, tát, trường âm nhắn, xá ná, hai đoạn âm, quắc, trường âm nhắn,
Thả tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Măng xà ni tát sa quắc thành tí thành nhà tát sa na quắc tha tí. Áp ta sư tà, áp ba sư tà dặn phu lý sồ ba lý quắc đồ quá trì quá tí măng xà ni tát sa quắc thành tí thành nhà tát sa na quắc tha tí. Dạng phu lý sổ ba lý quắc đồ quá trì ra ti mặn xà ni ta sa quắc thành ti thành nhà ta sa na quắc. Ủa? Ai còn đọc lại nha. What not? Ok. Áp, áp tác, áp tác sư tà dạng phu lý sổ ba lý quắc đồ quá trì ra ti mặn xà ni ta sa quắc thành ti thành nhà ta sa na quắc tha tí. Mắt già vậy sư, nhảy chữ này nhảy qua chữ kia đó. Đô bà đi quắp đô na chi na ti, mạnh xa mi tát sao quắp thanh ti, thanh nhà ta xa na quắp tha ti. Àm bà su ta văn phu đi sô, bà đi quắp đô qua chi qua ti. Măng sa mi tàn sa quắc thanh tì, thành nhà ta sa na quắc cha tì. Người ít nghe, kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 152. Trời ơi, trời. Sư sẽ cho con ba cái bông hoa hướng dương đó. Có chuyện gì rắc rối dụng sư? Có gì? Thì khi nói qua tùm lum tùm la gọi hồi cái ai ơi chiếc này chiếc kia chiếc a chiếc d đợi một chút nha để xử tội chiếc kim nha. Trời con sợ chứng nhân nó dữ lắm mấy sư, nhưng mà không sao, sai thì sửa. Tự nhiên sư xử kiểu mới mà sư không cho tụi con biết. A từng tới nha, bắt đầu kiểu mới nha, quý vị tự đọc ra tự diễn tự ấy, tôi là núp lùm tôi nghe nha. Khi nào đọc đúng thì ok, đọc sai thì sẽ lên sửa. Phải nói gì chuẩn bị để tụi con ở nhà luyện giọng trước đó sư, để mà luyện trước để chắc chắn để khỏi bị sư. Sư lại nói con nói nhiều nữa thôi, nhưng mà con trước hết con cũng cảm ơn sư, các quý vị trong đạo tràng cho con bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà thật sự và các quý vị trong đạo tràng, nếu con có đọc gì sai xin cho con biết thì con sửa chữa, và con xin cảm ơn và con xin kính mời quý vị kế tiếp. Và con không biết ai nữa, chúc quý vị may mắn và ăn vui nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Đồ Men, cô Quang Thanh, cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà cô tu nữ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 152. Dạ, con cảm ơn ngài đã đưa bài lên. Bát su ta yang bù li so ba li wat do wa chi ra ti mang sa ni ta sa wat than ti ban nha ta sa na wat tha ti. Dạ, con xin phân tích. Áp bát là hai trường âm nhấn. Su đoạn âm, ta trường âm thông thường, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bù li hai đoạn âm. Hai đoạn âm quát trường âm nhấn, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Áp bát su ta văn bú ri sô ba li quát đô quát chi rá tí. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, ní đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, quát thanh hai trường âm nhấn, trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tát trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Măng xà ni tát sa quát thanh ti bình nha
tát sana quát thát ti. Các con xin đọc lại từ đầu. Áp bát su ta yang bú ri so bá li quát đô quát trì ra ti măng sa ni tát sa quát thành ti. Bành na quát thát ti. Bát su ta yang bù ri so ba li wat do wa chê ra ti mang sa ni tát sa wat thành ti ban nha tát sa na wat tha ti. Người ít nghe, kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang buri so bali wat do wat chirati mang sa ni tat sa wat than ti ban nha tat sa na wat tha ti. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con không biết ai, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sầm Thầy Giá. Dạ, con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ Sư Trí Đức, kính lễ Sư Pháp Phước Thạnh, kính lễ Quý Chư Tăng, kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp, kính lễ với cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài của pháp cú số 152. Appasuta yang puriso baliwat do wachi rati mangsa nitasa wat thanti. Appasuta yang puriso baliwat do wachi rati mangsa nitasa wat thanti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đoạn âm, ta trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú, rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, bá, lý hai đoạn âm, quách trường âm nhấn, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, rá, tí hai đoạn âm. Appasuta yang puriso baliwat do wachi rati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Mang trường âm thông thường, ní đoạn âm, pas trường âm nhấn, xá đoạn âm, wat than hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Măng sa ni tas sa quát tham ti tài nhà tas sa na quát thá tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 152. Appasuta yang purisi mang sa ni tassa wat than ti panya tassa na wat thati. Appasuta yang puriso bali wat do wachi rati mang sa ni tassa wat than ti panya tassa na wat thati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Ba dân vui sô ba li quát đô và chi ra tì măng sa ni ta sa quát tham tì bành nha ta sa na quát tha tì. Appasuta yang puriso bali waddo wachi rati mangsa nita sawat thanti
Tình nhà ta xa na vát tha tì. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 152 ngày hôm nay ạ. Appasutta yang buriso paliwaddo vacci rati mangsa nitassa watthanti bannya tassana watthati. Appasutta yang buriso so mangsa nitassa wat thanti panya tassana watthati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appasutta yang buriso pariwatto paliwaddo vacirati. Appas là hai đường âm nhấn, su là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú rí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, bá lý là hai đoạn âm, wat là trường âm nhấn, do là trường âm thông thường, wa ra là đoạn, ra tí là hai đoạn âm. Appasutta yang buriso pariwaddo vacirati là câu số 3 và câu số 4. Mangsa nitassa watthanti bannya tassana watthati. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, quát, than là hai trường âm nhấn, tí, nha là trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, xá, ná là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm. Mangsa nitassa watthanti bannya tassana watthati. Dạ, con xin đọc lại ạ. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati mangsa nitassa watthanti bannya tassana watthati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực không tăng trưởng, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati mangsanita sa watthanti bannyatassana watthati. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati mangsanita sa watthanti bannyatassana watthati. Kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, con xin kính mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 152. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati rati mangsa tas ti bành nhà tasana wat tha tí. Appasutta yang buriso paliwaddo vacirati mang sa nitasa wat tham ti bành nhà tasana wat tha tí. Đọc và phân tích câu 1 và 2. Appasutta yang buriso paliwaddo đồ quá trì ra tí. Áp bass là hai trường âm nhấn, xú đoạn âm, ta trường âm thông thường,
Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm pú rí là hai đoạn âm, so hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm nhấn, chi trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Đọc lại câu 1 và 2. Appasuta yang puriso baliwaddo wachirati. Phân tích câu 3 và 4. Mangsanitasawatthanti bannyatasanawattati. Mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, ni đoạn âm, tas trường âm nhấn, sa đoạn âm, quát thân là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, panh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3 và 4. Măng sa ni tát sa quát thần ti bành nhà tát sa na quát tha tí. Con đọc lại câu nguyên câu. Appasuta yang purisa ni tát sa quát thần ti bành nhà tát sa na quát tha tí. Yang so bali wat wat chi ti mang sa ni ta sa wat thần ti bành nhà Tassana Wattati Appasuta Yang Puriso Bali Waddo Wattas Appasuta Yang Puriso Bali Waddo Wachirati Mangsa Nitasa Wat Thần Ti Bành Nhà Tassana Wattati. Người ít nghe tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con đã đọc xong, con xin mời người kế tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính thỉnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Dạ, con kính cảm ơn. Câu pháp cú số 152. Appasuta yang puriso bali waddo wacirati mangsa Vitasa Vatthanti Panya Tassana Vatthati. Câu số 1 và câu số 2 con xin phân tích. Appasuta yang puriso ti. App trường âm nhẫn, pass trường âm nhẫn, su đoạn âm, ta trường âm thông thường, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, bá lý hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, đô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Appasuta yang puriso bali wat do wat chi rá tí. Câu số 3 và 4. Vát thần ti bàn nhà thát san đã vẫn thát tí. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường. Ní đoạn âm. Thát trường âm nhấn. Xã đoạn âm. Vát trường âm nhấn. Thần trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Văn trường âm nhấn. Nha trường âm thông thường. Thas đoạn âm, xin lỗi, thas trường âm nhấn, xá đoạn âm,
ná đoạn âm quát đoạn âm măng sa ni thát sa quát than ti phan nha thát sa na quát thát ti áp thát áp thát su ta yang khu ri su pa li quát đồ quát chỉ ra ti măng sa ni thát sa quát than ti phan nha thát sa na quát thát ti. Người ít nghe kém học, lưỡng già như trâu đực, thịt nó tùy lưỡng lên, như tuệ không tăng trưởng. Dạ, con xin phép đọc lại. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tùy lưỡng lên, nhưng tuệ không tăng trưởng, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Amphan su ta yang puri so pali wan do wajirati mang sa ni than sa wan than ti panya than sa na wan tha ti Pondi wando wajirati mangsani tan sa wan tan ti panya tan sa na wan tha ti. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng giữ giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Đầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức, con xin kính chào Đạo Tràng, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 152. Appasuta yang buriso balivato vachi rati mangsa ni tasavat thang ti panya tasanavat thati. Appasuta yang buriso balivato đồ nắp chỉ ra ti mạng xà ni ta sa vát thành ti bằng nhà ta sa na vát tha ti. Và con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Appasuta yang buriso bali vát đồ vát chỉ ra ti. Appas là hai trường âm nhấn, su là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú rí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, bá lý là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn. Đô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Măng sa ni ta sa vát thành tí bằng nhà ta sa na vát tha tí. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vát thanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, panh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, xá ná là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, tha tí là hai đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Asuta yang buddhiso balivado vachi rati mangsa ni tasavatthanti panya tasanavatthati. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Và con xin phép kệ. Appasuta yang buriso balivato vacirati mangsanita savanthanti banya. Dạ, con xin phép, con có sai chỗ nào xin nhờ đạo tràng chỉ dạy cho con. Xin mời vị kế tiếp. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo.
ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và con cảm ơn cô Hồng Mai đã cho con nghe tín hiệu. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính Phước Sang và Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 152 cho con xin bài nè. Bài chung dạ, đạo tràng có nghe rõ không? Có mỗi cô Hồng Mai nghe được à? Alo, alo à? Dạ, cảm ơn hành pháp. Con xin đọc câu pháp cú 152. Abhasuta rang buriso baliwat do wachirati mang sanitat sa wat than ti banh nhà tat sana wat thati. Abhasuta rang buriso baliwat đồ qua chỉ ra ti mang xa đi ta nhà ta xa na qua tha ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp là trường âm, áp bát là hai trường âm nhấn, xú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú rí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, bá lý là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, rá là áp bát su tà rằng bu ri sô ba li quát đồ qua chỉ ra tị. Câu 3 và câu 4. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, than là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, xá là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại toàn bài. Măng măng sa ni tát sa quát thàn ti bành nhà tát sa na quát tha ti. Đã, con xin đọc lại toàn bài. Abhasuta yang buriso baliwat do wachirati mang sanitat sawat thanti banhati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên như tuệ không tăng trưởng. Thế của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Abhasuta rằng buriso baliwat do wachirati mang sa năng tát sa quát thân ti bành nhà tát sa na quát tha ti. Ta rằng bu di so ba li quát đô hoa chi ra ti măng sa ni tát sa quát thân ti bành nhà tát sa. Chỗ này con bị sai rồi, con phép được kể lại.
Abbat sutta rang buriso bali vado vachirati mangsanitat sanyasana vatati. À, con đã đọc sai, con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin xuống mic, con kính mời cô Tu Nữ Tệ Duyên ạ. Chư Tôn Đức, kính lễ ngài Chư Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín. Trường âm nhấn phát, trường âm nhấn chú đoạn âm, trường văn, trường âm giọng nguyên bú ký hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, bá lý hai đoạn âm, bắt trường âm nhấn trường âm thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, sa đoạn âm, tắt trường âm nhấn, xá đoạn âm, quắt trường âm nhấn, thanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, thanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tắt trường âm nhấn, xá lá hai đoạn âm, quát trường quát hai đoạn âm, bát su áp bát su ta văn bu ri so ba li quát đồ quát chi ra tí mang sa ni tát sa quát thành tí ban nhà tát sa na quát tha tí áp bát su ta văn bu ri so ba li quát đồ quát chi ra tí mang sa ni ta sa wat tan ti pa nya ta sa na wat tha ti a pa su ta yang bu ri so ba li wat do wat chi ra ti mang sa ni ta sa wa tham ti anh nhà ta sa na wa tha ti a pa su ta yang bu hi so wa chi ra ti mang sa ni ta sa wa tham ti anh nhà ta sa na wa ta ti vì ít nghe kém học lớn già như trâu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bài xong, nếu có sai từ nào
việc kế tiếp. Bạn có đọc bài chưa? Cô Phúc Hạnh có đọc bài chưa? À, kính mời để tự nhiên Nhân Bích. Cô Phúc Hạnh có nghe không? Dạ. Bây giờ tự nhiên xuống mic. Dạ, alo, dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và dạ, cảm ơn Tina và cô Hồng Mai và cô Tệ Duyên được cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 152 ạ. Abhasutajang Puriso Bahi Vattu Vajirati Mangsanitasta Vat Phân Tí Phân Nhà Tát Phân Na Na Vat Tha Tí Áp Vá Sư Ta Giang Phú Vĩ Sô Ba Ba Lý Vat Đô Quá Chi La Tí Mangsanitasta Vat Vat Tha Tí. Nhà con xin phân tích Áp Vá và hai trường âm nhấn số đẳng âm ta trường âm thông thường dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm cú lý hai đoạn âm xô trường âm thông thường bá lý hai đoạn âm bát trường âm nhấn đô trường âm thông thường quá trường được quá đoạn âm trí trường âm thông thường rát tí hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sa trường âm thông thường lý đoạn âm tát trường âm quát trường âm nhấn thân trường âm nhấn tí đoạn âm văn trường âm nhấn na trường nha trường âm thông thường tát trường âm nhấn xá ná hai đoạn âm quát quát trường âm nhấn thá tí hai đoạn âm đoạn xin đọc lại Abhasuta yang puriso bali vado wajirati mangsani kaspasana wat tati. Maksud dok kaya Abhasuta yang puriso bali vado wajirati mangsani kaspasana wat tati tâm nha tất cả na vát tha ti. Người ít nghe kém học lớn dạng như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng vẻ không tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai
À, xin mời quý đạo hữu mà bạn nào chưa lên đọc kinh pháp cú rồi xin mời các bạn chúng ta tranh thủ lên để đọc kinh để đọc kinh pháp cú xin mời ạ. Thể dục á, đọc thể dục á. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ, cho con xin bài ạ. Chưa có bài ạ. Dạ, con cảm ơn Ngài. Dạ, con xin đọc bài con pháp cú số 152 ạ. Abbasu ta yang buriso baliwa do wa cha ti. Con ra đang đọc con thấy được luôn. Cho con đọc lại, con chưa thấy được. Abbasu ta yang buriso ba lê quá đồ quá chì ra tí măng ra thành tí bàn nhà tát xá ná quá thá tí áp ba su tà dằn u ri sô ba lê quá đồ quá chì ra tí áp bát là hai trường âm nhấn, số là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú rí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, bá lý là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường. Bát số tà dần bú rí sô ba lê quá đồ quá trì rá tí. Câu 3 và câu 4 ạ. Măng xà ni tát xá quá thành tí bành nhà tát xá ná quá thá tí. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, tát là đoạn âm, xá ná tát là trường âm nhấn, con xin sám hối, ná là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Măng xà ni tát xá quá thàn tí bàn nhà tát xá ná quá thá tí a ba su tạ a ba su ta yang u ri so ba le wa do wa chi ra ti mang sa ni ta sa wa than ti ban nhà ta sa na wa tha ti. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Riso ba le va do vu va chi ra ti mang sanita sa va tham ti ban nha ta sa na va tha ti. Dạ, con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mic có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Sa thú cô tu nữ phục hạnh. À, 11 giọng đọc. À, quý vị vẫn thể hiện khả năng, tức là sự tiếp thu quý vị đã tự đứng trên đội chân của chính mình. Giọng đọc của quý vị ha, sự phân tích của quý vị bảo đảm rằng gặp bất cứ một văn bản nào quý vị cũng nhìn vô có thể đọc được
Đó là một sự thành công ha. Rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng tôi xin ôn lại và đi vào ý nghĩa Abbasutta Yang Puriso Paliwakdo Vati Rati Mang Sa Nitasa Wat Thành Ti Bành Nhà Tasana Wat Thati. Đọc lại ha. Abbasutta Yang Puriso Paliwakdo Vati Rati Mang Sa Nitasa Wat Thành Ti Bành Nhà Tasana Wat Thati. Thêm lần nữa ha. Puriso Pali Wak Do Wak Chi Rati Mang Sa Ni Tassa Wak Thành Ti Bành Nhà Tassana Wak Thati. Như vậy thì quý vị đã thể hiện trường âm đoán âm ha, rất là rõ ràng ha. Sa Thu. Dạ, bây giờ qua giọng kể cũng có nhiều vị kể rất hay, chứ không phải là giọng kể của quý vị tầm thường thôi, nhưng mà chưa có thể hiện chưa có cái tự tin. Một câu tám từ thì chúng Abbasutta Puri Sohu Bali Wakdo Wachi Rati Mang Sa Ni Tát Sa Wat Thành Ti Bành Nhà Tát Sa Na Wat Tha Ti. Abbasutta Yang Puri Sohu Bali Wakdo Wachi Rati Mang Sa Ni Tát Panyatasa Nawakhati. Thêm lần nữa ha. Abbasutta Yang Puriso Bali Wakdo Wachi Rati Mang Sa Ni Tát Sa Wat Thành Ti Panyatasa Nawak Tha Tỷ. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy không tăng trưởng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Quý vị thấy trong cái giọng kinh, trong giọng kệ, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối. Và quý vị khi mà tự đọc như vậy, quý vị thấy như sao? Có tự tin hay không? Alo, còn nghe không? Câu Phật ngôn 152. Abbasutta Yang Puriso. Bây giờ chúng ta tìm hiểu Abbasutta Yang Puriso. Chữ Abbasutta Yang do cái từ Abbasuto, Abbasuto rồi cộng với Ayang. Chữ Abba, Abba có nghĩa là ít ỏi, một vài, một chút, Abba. Rồi chữ Sutta Yang, chữ Sutta ở đây nó là một danh động từ trung tính. Sutta có nghĩa là điều đã được nghe, hay còn có thể gọi đó là. Vậy thì Abbasuto có nghĩa là người ít nghe, người ít có kiến thức. Rồi thêm chữ Ayang ở phía sau. Ayang là này ha. Có nghĩa là người này nè, ít có nghe, ít có kiến thức,
chữ Puriso tức là người nè, người nam, người nam, người nam, người ít có kiến thức. Chữ Puriso, người nam tức là người người không có kiến thức, người ít có kiến thức. Rồi bây giờ câu số 2. Câu số 2. Paliwaddo wacchi rati. Paliwaddo wacchi rati. Paliwaddo do từ Paliwadda. Paliwadda là một danh từ nam tính. Paliwadda được đứng làm chủ từ số ít. Bhatamán Ekavachana Vipatti. Cho nên Paliwadda biến thành Paliwaddo. Paliwaddo là con bò đực. Con bò đực. Và cái quá sao có nghĩa là ý quá, ví như, giống như con bò đực. Paliwaddo quá, giống như con bò đực. Rồi, chi rắc tí, chi rắc tí có nghĩa là trở nên già, lão hóa, mục nát, trở nên già, lão hóa, mục nát. Sao? Câu số 2 ha. Paliwaddo wacchi rati. Giống như con bò đực. Lão quá. Tức là già nua. Rồi câu số 3. Măng sa ni ta sa vat thần tí. Măng sa ni ta sa vat thần tí. Câu số 3. Măng sa ni. Măng sa ni do cái từ măng sa. Măng sa nó là một danh từ trung tính. Akrantana pung sakalinga. Và măng xá ở đây được chia theo đối cách số nhiều. Đu tỷ giao vị phát tí bổ và trần à ní. Măng xá ní là cát bóc thịt. Cát bóc thịt. Cát bóc thịt măng xá. Măng xá ní. Măng xá. Ở đây chữ măng xa nó biến thành măng xa lý là cách chia thứ hai của số nhiều ha. Đu tỷ gia vừa phát tí bà hú quá chàng á. Măng xa biến thành măng xa lý. Cát bắp thịt ha. Rồi tát xa. Chữ tát xa là của người ấy. Của người ấy. Ta xa. Ta xa do đại từ ta. Và đại từ này được chia theo sát thí vị phát tí. Tức là sở hữu cấp. Thành ra của người ấy. Mà người ấy là ai? Đó là chữ Phú Rì Sô ở phía trên. Rồi động từ quắc thanh tí. Động từ số nhiều có nghĩa là lớn mạnh, trưởng thành, lớn mạnh, trưởng. Câu số 3. Măng sa ni tát sa vat thành tí.
Măng Sa Ni Ta Sa Quát Thành Tế, các bắp thịt của người ấy lớn mạnh, các bắp thịt của người ấy trưởng thành hay là lớn mạnh. Và câu cuối cùng, Bành Nhà Ta Sa Na Quát Sa Na Quát Tha Ti. Câu số 4 có 4 từ: Bành Nhà là 1, Tát Xa là 2, Nát là 3, Quát Thạch Tí là 4. Bành Nhà là trí tuệ, Tát Xa là của người ấy, Nát là không, Quát Thạch Tí là tăng trưởng. Bành Nhà là trí tuệ, Tát Xa là của người ấy, Na là không, Quát Thạch Tí là tăng trưởng hay là lớn mạnh. Và ở đây động từ số ít ha. Vậy thì trí tuệ của người ấy không tăng trưởng, trí tuệ của người ấy không tăng trưởng. Câu Phật ngôn 152, chúng ta xin đưa lại lại ha. Appasuta yang puriso paliwak do nachiwak han tipanya tasalawak hati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Người nam không chịu học hỏi, trưởng thành thì giống như con bồ mộng, các bắp thịt của người ấy lớn mạnh, còn trí tuệ của người ấy không tăng trưởng. Ý nghĩa câu Phật ngôn 152. Người nam không chịu học hỏi này, trưởng thành thì tự như con ấy lớn mạnh, còn trí tuệ của người ấy không tăng trưởng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên giống thịt lớn màu, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên giống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ít học kém học, người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Rồi bây giờ trong cái phần tự vấn, quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào rắc rối? Alo, không ai có ý kiến hả? Chuyên sự câu Phật ngôn 52. Trước khi đọc chuyên sự, chúng tôi xin đọc lại. Appasuta yang puriso paliwak do wanchi sati mang sa nitasa wak than ti banya tasana wak thati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên
câu Phật ngôn 152 được Đức Phật ám chỉ về trưởng lão Lô Lúc Đà Di và xuất phát tại chùa Kỳ Viên. Quý vị biết dùng chữ Lô Lúc Đà Di, tên của một cái vị tỳ khưu trưởng lão tên là Lô Lúc Đà Di, viết sao? Lô Lúc Đà Di, wow, sao mà tôi tự nhiên viết thế này? Lô Lúc Đà Di. Duyên sự câu Phật ngôn này xuất phát tại chùa Kỳ Viên ha, liên quan đến những vị tỳ khưu cao hạ tên là Lô Lúc Đà Di, gọi là trưởng lão. Vị trưởng lão Lô Lúc Đà Di có một cái tật là thích thuyết pháp lắm, thích nói về pháp, nói về kinh, nói về luật. Nhưng mà cái tật này là cái tật mà coi như bị pháp nhập hay sao, nói không đúng chỗ. Kinh ở đâu cũng nói về luật, nhưng mà biết rất là nhiều, nhưng mà trình bày không đúng vị trí. Khi mà đến nhà của gia chủ thỉnh tụng kinh cầu an á, tức là chữ xuất môn hả, mình ta, hoặc là parita hoặc là măng gà la, thì khi mà Phật tử mà thỉnh tụng kinh cầu an ha, thì vị này là tụng những bài kinh cầu siêu ha, giống như bài Tirukkude ha, tức là cái bài mà Đức vua Bình Sa Vương nhé, Đức vua Bimbisara đã nằm mộng thấy thân bằng quyến thuộc của mình tới coi như xin phước, và Đức vua đã thỉnh Phật và Chư Tăng làm phước hồi hướng đến các cái ngạ quỷ đó. Thì cái bài Tirukkude là cái bài kinh mà hướng về các cái vong nhân, các ngạ quỷ, những cái vị phi nhân, những người khuất mặt, thì người ta thỉnh cầu an thì đã bắt những bài kinh đó. Các hàng ngạ quỷ đã đến nhà của họ xin cái phước báo của gia chủ, nhưng mà khi mà thỉnh cầu an thì lại hồi hướng đến các ngạ quỷ, tụng những bài kinh mà đối với những ngạ quỷ, những vong nhân, những quyến thuộc đó. Rồi mà khi thái chủ, thí chủ làm lễ cầu siêu á, chẳng lẽ phải tụng những bài kinh cho nó phù hợp, thì cái vị trưởng lão Lô Lúc Đà Di này tụng những bài kinh lại coi như không cả nhập vào đó, về trị giới, nói về tham thiền chẳng hạn, bài hạnh phúc kinh, hoặc là bài mà coi như là tam bảo dài, rata sutta vân vân. Vì đầu óc của vị này kém trí nhớ, rồi khi đến chỗ này chỗ nọ để mà tụng kinh, thì vì đó là lập tâm trong người rằng ta sẽ tụng bài kinh này, ta sẽ tụng bài kinh nọ, nhưng mà khi đến nơi lại tụng những bài kinh khác mà tự mình không kiểm soát được. Các vị tỳ kheo biết được Lô Lúc Đà Di như vậy, cho nên đem trình lên với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà trưởng lão Lô Lúc Đà Di trong cái chỗ cần tụng kinh cầu an thì lại tụng kinh cầu siêu, và ngược lại trong cái chỗ cần tụng kinh cầu siêu thì lại tụng kinh cầu an như vậy? Này các vị kheo, chẳng phải trong trước này đâu, mà trong thời kỳ trước Lô Lúc Đà Di cũng đã từng là như vậy. Các vị tỳ kheo cung thỉnh Đức Phật thuyết lên bổn sinh, và Đức Phật giảng rằng
Bồ Tát Sô Mát Đát Tá là con của một vị Bà La Môn tên là Abhidhatta ở trong thành Varanasi. Bồ Tát Sô Mát Đát Tá phục vụ Đức Vua rất là chu đáo, cho nên được Đức Vua yêu mến. Riêng về ông Bà La Môn Abhidhatta thì vẫn sống bằng cái nghề nông. Ông Bà La Môn Abhidhatta có hai con bò, chẳng may bị chết một con. Ông mới nói người con trai: này Sô Mát Đát Tá, con hãy xin Đức Vua cho cha một con bò đi. Vì đại thần Sô Mát Đát Tá mới suy nghĩ, nếu mà ta xin Đức Vua ban cung xứng đáng. Ngài mới nói với cha rằng: thưa cha, cha hãy tự mình đến xin Đức Vua đi. Con ơi, nếu thế con hãy đưa cha đến triều đình đi. Rồi đại thần Sô Mát Đát Tá mới suy nghĩ: à, cha của ta là người kiếm trí, nói những lời phi thời, dù chỉ một câu hãy tiến lên phía trước, hãy lùi về phía sau, cũng nói chẳng có hợp thời. Những cái câu đáng nói thì không nói, đó là những cái câu không đáng nói thì lại nói. Vậy thì ta rồi đưa đến nhà triều đình gặp ông. Bồ Tát Sô Mát Đát Tá đưa cha đến mộ địa có cái tên là Vinakha Thammaka. Rồi cột mồm các cái bó cỏ lại, xếp thành một cái quan cảnh của triều đình, và nói rằng: đây là đại vương này, đây là ông quan đại tướng này, đây là đại tướng quân này. Rồi bằng những bó cỏ đó, Đức Bồ Tát chỉ dạy cho cha. Khi mà cha đến hoàng cung đó, cần phải đi về phía trước, phải đi như thế này, rồi phải đi tụt lùi như thế này. Đức Bồ Tát đã dạy cho cha của mình biết rằng khi mà cha đến ý kiến Đức Vua phải làm lễ như thế này, phải chào các vị thần như thế này, rồi cha chúc tụng Đức Vua bằng kệ ngôn này để xin con bò. À, Đức Bồ Tát đã dạy cho cha của mình thuộc lòng bài kệ. À, đại ý câu đại vương dùng để cày ruộng nhà, nhưng một con đã chết rồi. Câu đại vương mong cầu đại vương ân tứ con thứ hai. Rồi chỉ dạy cho cha suốt một năm trời, à, người cha mới thuộc được cái bài kệ này, trả bài cho Đức Bồ Tát xong. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát chỉ bảo rằng: cha hãy mang một chút lễ vật dâng lên Đức Vua đi, con sẽ đợi cha ở hoàng cung. Này con, được thôi. Và ông đó Đức Bồ Tát đã chờ nơi đó. Ông Bà La Môn được Đức Vua ân cần hỏi han và phán rằng: này Khanh đến đây lâu chưa? Đây là nơi ngồi, Khanh hãy ngồi vào đó. Khanh cần những gì từ nơi trẫm, Khanh hãy nói lên. Ông Bà La Môn mới quy xuống và tâu rằng: tâu bệ hạ, thần có hai con bò để cày ruộng, đã chết mất một con rồi. Tâu bệ hạ, ngài là một vị vua chúa cao quý, nghe như vậy Đức Vua phán hỏi lại rằng: này Khanh nói gì, nói lại đi. Ông Bà La Môn vẫn lặp lại bài kệ trên như vậy. Đức Vua biết rằng ông này đã nói sai ý của mình, cho nên mới mỉm cười quay sang Đức Bồ Tát phán hỏi: này Sô Mát Đát Tá, nhà của Khanh hẳn có nhiều bò lắm nhỉ? Bây giờ Đức Bồ Tát mới đáp rằng: bệ hạ, bò được bệ hạ ban cho thì có,
rất an nghỉ trước cái lời nói thông minh này, mới ban thưởng cho Đức Bồ Tát và ông Bà La Môn 16 con bò cùng với đồ phục sức cho bò và nhà ở thì miễn thuế. Rồi tiễn Bà La Môn ấy ra về với nhiều lễ vật. Bậc đạo sư sau khi thuyết giảng bổn sanh xong, ngài nhận dạy rằng Đức vua thời kỳ đó nay là Ananda, Bà La Môn ấy nay là Lô Lú Đà Di, đại thần Somadatta. Này các vị theo, thì kheo Lô Lú Đà Di đã nói những lời phi thời với những câu bất xứng như vậy, chẳng phải gì có trong kiếp này mà thôi, trong quá khứ cũng đã từng như thế. Vì thế nghe ít về pháp. Do vậy người mà thiếu kiến thức thì có thể ví như là con bò đực, tức là tăng trưởng về thể xác, về sức lực, nhưng mà không tăng trưởng về trí tuệ. Và Đức Phật đợt này Apasuta yam puriso paliwat do vati rati mangsa nitasa watthanti banya tasana watthati. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Đấy là những người ít nghe, những người kém học, suốt đời của họ chỉ giống như con trâu. Gân thịt thì lớn mạnh mà trí tuệ thì không có tăng trưởng. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này thì rất nhiều đại chúng an trú vào thân. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng trưởng lão mà không hiểu nghĩa kinh, nhớ đâu tuần đó chẳng quy trình, chư tăng thiền tín đều chia trách. Phật kể cho nghe tích bổn sinh. Xưa có con trai được chúa yêu, một nông dân nhỏ muốn lai triều, xin vua cấp một con bò đực, ráng tập lễ nghi cả sớm chiều. Một năm qua học kệ vừa thông, và gặp vua lại nói ngông, thần có một con bò đực chết, xin vua bắt hay cặp con người dốt tự trâu, lớn lên chỉ được cái to đầu, thịt xương phát triển mà không tuệ, ít học kém nghe chẳng quý đâu. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 152 về duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Đấy, câu Phật ngôn này nói lên cái gì? Tức là đụng đâu sau đó, không có một cái chủ đích, không có một mục đích, hoặc coi như ý chí không có kiên định. Cho nên chư tăng rồi Phật tử chê trách. Trường hợp này giống như là những người tu lâu ắt cũng lên sư phụ. Tức là trên cái hình tướng là một vị trưởng lão cao hạ, lớn hạ, ăn trên ngồi trên, nhưng mà thật sự là bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém, gọi rằng lão ngu. Mà thích tụng kinh, thích nói pháp, nhưng mà không đúng vị trí, đụng đầu sau đó, cho nên bị chê trách. Bởi vì sao? Kiến thức kém là một, ít nghe, kém học. Rồi theo thời gian thì coi như là lớn hạ, cao hạ, và cũng giống như thân phận của một con trâu, con bò.
thì trâu bò thì quý vị biết đó là những cái loài cầm thú súc sinh hả, nhưng mà nó để đi cày, để ăn no phục vụ cho chủ. À, thì bây giờ nó lớn lên về thể xác, nhưng mà trí tuệ của nó không lớn được. À, mặc dù nó to con lớn xác ha, nhưng mà nó đi làm những cái việc cực khổ. Thì ở đây qua câu chuyện này và đối với đạo tràng của chúng ta thì quý vị thấy sao? Có hai trường hợp mà chúng tôi khi nãy nghe Sĩ Cùng Mai cuối trong thời gian cuối thì có đọc một cái bài kinh mà chúng tôi thấy bài kinh này đọc chỉ có Chư Tăng đọc thôi, nhưng mà Sĩ Cùng Mai đọc cái bài gọi là Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy. Sĩ Hồng Mai còn chút máy không? Alo, quý vị còn nghe không? Alo, Sabbe Buddha Balakpata Bacheka Nan Chayam Balang Arahanta Nan Tate Ke Narak. Alo, Sĩ Cần Mai còn, Hồng Mai còn nghe không? Cái bài này là bài mà người ta gọi là Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy, hay là có thể nói rằng dùng cái từ gọi là đuổi đi, dùng từ đuổi đi. Mà bây giờ nếu mà cái bài đó khi mà hồi hướng cuối cùng mà đọc như vậy thì thấy có thích hợp không? Alo, còn những cái bài thích hợp khi mà chúng ta đọc Sakyagami Thỉnh Chư Thiên sau khi nghe pháp có hồi hướng thiên, thì ngày hôm qua Sĩ Pháp Nguồn Lào Cai đơn giản quá. Như vậy thì Thỉnh Chư Thiên xuống làm gì, mà tại sao mình không có tiền xe để mà cho Chư Thiên các vị đó đi xe về chứ? Thỉnh xuống rồi bỏ lo xe cộ không lo, không có hồi hướng cho các vị chư thiên hả? Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự yên sao được khi mình mời người ta xuống. Mà bây giờ coi như là tới khi mà kết thúc rồi thì cũng không có chè xôi chuối hoặc mái lộ, làm sao các vị đó mà đi về cái cảnh giới của mình được. Cho nên Thỉnh Chư Thiên Sakyagami thì phải có bài Gia Đề Quá Tà. Còn cái vấn đề cầu an cầu siêu mà khi mà Sakyagami Chư Tăng mà Thỉnh Chư Thiên xuống thì phải tụng cái bài Sắp Danh Luôn. Trong bài Danh Luôn nó có cái đoạn Sabbe Buddha Balapatta Bacchika Nành Chai Dần Ba Lần khi nãy Sĩ Hồng Mai có đọc. Vậy thì ở đây không phải nói lên cái vấn đề là chỉ trích, mà chúng tôi muốn nói tôi có một quy trình chúng ta tụng kinh cầu an tụng. Khi chúng ta dễ rồi, khi đến với một hội chúng, một đạo tràng, chúng ta sinh hoạt, chúng ta thấy thông thoáng, chúng ta cảm thấy là có cái lực, chứ không phải đến rồi chúng ta thấy ô rối quá, chúng ta thấy là ô rối vô hình, mình thấy không biết làm sao. Quý vị nghĩ sao? Sĩ Hồng Mai không có trước máy ha, cho nên mình biết rằng khi chúng ta tụng bài kinh nào, nó ở trong cái thời gian nào là thích hợp và nó tạo được một cái lực. Chứ còn nếu mà chúng ta coi như không đúng lúc, không đúng thời thì nó sẽ
sẽ bị lộn xộn và thay rối. Rồi như vậy thì bây giờ thời gian còn lại để cho quý vị nửa tiếng đồng hồ suy nghĩ về câu Phật ngôn 152. Chúng ta như thế nào? Alo, tại sao? Nghĩa là phát triển về thể xác, phát triển về cái hình thức mà nội dung thì không có, tức là coi như tốt gỗ hơn là tốt nước sơn, cái đó là quan trọng. Tức là cái tuệ của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta nó quan trọng, chứ không phải là cái thể xác của chúng ta nó to đùng lên như vậy là coi như ai thấy cũng sợ. Rồi người ta sợ nhất có sinh hoạt có đúng cái quy trình, có đúng cái lịch trình, đúng lúc đúng nơi, đúng thời đúng có hay không, hay là đúng đâu sau đó. Đây là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng bất cứ vị trí nào chúng ta hãy khẳng định cái vai trò của mình nó có thích nghi hay không. Mang tiếng là đàn anh, mang tiếng là không hiểu trách nhiệm bổn phận, không đúng lúc không đúng thời thì mình làm lớn nó cũng không có cái giá trị. Vậy thì qua câu Phật ngôn này chúng ta rút ra một bài học như thế nào? Alo, sao cô tu nữ tự nhiên bỏ chạy rồi? Đụng chạm cái gì đây là cô tu nữ tự nhiên bỏ chạy ha? Rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 152? Thời gian còn nhiều và hôm nay nếu mà chúng ta học như vậy thì quý vị có ý kiến thế nào? Tức là quý vị phát triển và đúng hay sai tự mình quyết định, giống như cái câu kinh mà chúng ta hay đọc, năm điều quán tưởng: ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Vậy thì chúng ta đọc đúng hay đọc sai tự mình quyết định. Mình làm chủ chính mình có quyết định cho chính mình đúng hay là sai, chứ không phải là ông thầy đó, ông sư đó, ông dẫn mình lên thiên giới, ông đưa mình xuống địa ngục, cái chuyện đó không có nha. Mà đi lên thiên giới hay đi xuống cảnh khổ, tự quý vị đi. Rồi cầu an cầu siêu cũng nhờ ổng, rồi có gì ổng tu giùm, không có chuyện tu giùm đâu nghe. Ai ăn nấy no. Chúng tôi chỉ là những người lót đường cho quý vị tìm vào giáo pháp, rồi quý vị tự đứng lên, chứ không phải là nói quý vị theo chúng vậy, theo chúng tôi làm gì? Quý vị có đôi chân của chính, tự đi. Dẫm chân của mình nó vẫn chắc, không có tựa nơi chính mình để thấy rằng tu tập của mình có giá bây giờ. Rồi còn lại hai mươi, chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này để rút mà đứng vững trên đôi chân mình. Ở đây ít muốn học lớn già thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Cái điều này nói lên cái gì? Alo, xin mời quý vị.
Trước tiên mà cô Tu Nữ Kỳ Duyên có một cái giọng kệ rất là nổi tiếng ha, nghĩa là số 1 trong đời. Mà khi mà kệ hay như vậy chắc chắn rằng có ý kiến cũng hay. Rồi mời cô Tu Nữ Kỳ Duyên ha. Dạ, sa thú làm thay. Dạ, trước tiên kính thưa ngài. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào đại chúng. À, thật ra nãy giờ con ngồi mà cái âm của cái đường truyền của ngài nó bị gián đoạn liên tục, không biết đạo tràng ta tự nhiên. Nó bị gián cho nên không biết sự. Nhưng mà riêng câu tóc 100 này này nghe là đạo, không nghe, nhưng mà đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên. Xin đạo tràng cho tự nhiên một tính. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, thành như vậy nghe, à, chắc này, cho nên là nó bị dùng. Thì bây giờ thì tự nhiên nó bị cứ bắn ra rồi. Dạ bây giờ dân Nhật, dân Nhật Hà đã nghe lại làm đọc. Dạ cảm ơn hạnh pháp. Cái câu pháp cú kinh này nói đến ít được nó tuy lớn lên trong câu trí tự nhiên xin và tu thì có một cô đức mà ra cúng dường trai tăng á, nói cổ á, là hôm nay á, là cầu an thì cổ lại đi tắt bạch cầu siêu. Cái cô mà thí chủ cổ ngạc nhiên, cổ nói ủa nãy con đã dặn cô rồi, hôm nay là con lại cô tắt bạch cầu siêu. Vì cái cô này á, thật ra thì cổ bị phóng dật rất nhiều, cổ cứ nói đằng trước cổ qua sao mà hãy nói xong là cổ quên luôn. Mà cổ mà thì tự nhiên thấy cổ lúc nào cổ cũng lướt mà sai chứ không phải lướt đúng. Khi đó thì lúc đó tính mới rầy, cô làm sao mà tu nữ rồi mà Phật tử người ta đến người ta nhờ cô á mà cô lại tắt bạch cầu siêu, rồi ngược lại hôm bữa nào mà người ta nhờ cổ cầu siêu thì cổ cầu an. Tính
không cho cổ lên đàn bà giữa của ai tự 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 là sẽ hướng dẫn cho Phật tử bài tập rồi. Tắt bạch sau đó rồi sư không cho lên đọc luôn, đọc người ta kêu tắt bạch cầu siêu lịch cầu an ngược lại, mà nói chuyện thì nó cũng không có đúng chỗ nữa, cho nên là cái câu này dựa trên cái câu này nói cái người kém trí là như vậy đó. Nhưng mà ngược lại thì tự nhiên có nghe hôm bữa sư phụ ngài nói đến trí tuệ của sư có thấp, nhưng mà ngài không có thua ai hết. Vì sao? Vì ngài sử dụng cái trí tuệ cho nên ngài không có sợ ai mà đè đầu ngài hết á. Vì mặc dù là ngài thấp bé, nói đến trí tuệ rất là quan trọng. Cái gì đây? Hồng Nhật để chắc cái gì lên mà hiểu. Tự nhiên đâu có biết tiếng Hàn. Thì mình học bài mình phải nhớ câu Phật ngôn đó, và từ của bản nó có gồm có bảy gọi là bảy pháp hiền trí, là tính, tàm, quý, văn, cần, niệm, trí. Nó từ chữ nhưng mà một chữ đó, cho nên mình nắm vững cái nội dung đó thì mình sẽ triển khai ra được. Cái kinh thẻ đó cũng rất là hay, nói đến về bảy pháp của hiền trí, cho nên khi mà mình nghe pháp mình cố gắng học những cái lời dạy và mình tóm gọn, gọi là nhóm gọn. Sư phụ ngài nói ngày tình sự ngày xưa có kinh thẻ đó thì luôn luôn gọi là cái kinh thẻ nó nắm ở trong cái bàn tay để mình dễ nhớ, dễ học, dễ hiểu, dễ hành. Cho nên là khi mà người xuất gia hay là người tại gia cũng vậy. Người xuất gia thì nó cũng có cái giới luật của người xuất gia, người tại gia thì cũng có giới luật của người tại gia. Khi mình học thì mình phải nhớ giới của mình như thế nào thì mình mới triển khai được. Chẳng hạn như mình là người thì mình làm công quả thì mình cũng phải hiểu được ở trong chùa đó là sinh hoạt như thế nào. Mình phải học từ cái nhỏ cho đến cái mà gọi là cái thô sơ, cho đến cái mà mình cái phát sanh cái trí tuệ của mình, tự mình phải phát triển. Cho nên là câu pháp cú 152 này muốn nói lên là khi mà cái trí của mình biết mình kém hơn người ta thì cái khả năng của mình phát triển như thế nào thì mình nương theo đó để mà mình học. Cái gì biết thì mình nói biết, còn không biết thì mình im lặng. Chứ còn mà mình không nên nói dối, nói thêm,
Tại vì Đức Phật dạy một câu pháp cú không dư, không thừa. Ngài nói đủ. Ngài giảng, khi một Ngài đã giảng một câu thì đắc vô số người, mà trong đó chỉ có một người thôi mà Ngài giảng thì sẽ đắc được rất là nhiều người. Dạ, cho nên thì con có vài lời chia sẻ với đạo tràng vài phút. Nếu kính mong Ngài và đạo tràng quan hỷ. Và bây giờ để tiếp tục còn mười mấy phút thì mỗi một người chia sẻ để mà đạo tràng mình có cái kinh nghiệm để mà tuệ. Tỉnh tỉnh là có nghĩ kinh như thế nào. Xin đại đức để đạo tràng hiểu và dù sao đại đức cũng bị cho nên là tự nhiên cũng tỉnh sư lên để mà chia sẻ câu Phật ngôn này. Đại đức có trước máy không? Dạ, cho tự nhiên xin một tín hiệu ạ. Châu Phan, dạ cảm ơn Châu Phan đã tặng hoa. Dạ bây giờ Châu Phan có thể chia sẻ câu pháp cú này cho đạo tràng. Chị mình tranh thủ một người chỉ có vài phút để mà chia sẻ cái kinh nghiệm, cái hiểu biết, cái sự. Dạ rồi, cảm ơn Văn Thanh. Rồi xin một bàn tay. Bây giờ tự nhiên xuống nha, xuống mic nha. Alo, alo, 1234. Quang Thanh có nghe âm thanh của tự nhiên. Bây giờ mời Quang Thanh. Dạ, Giang Nhật Hạ nghe rõ nhất. Rồi mời Giang Nhật Hạ đưa bàn tay lên để tự nhiên xuống. Chứ để mỗi lần mà Ngài nói là phải có người đưa tay mình mới xuống mít, không để đạo tràng trống vắng. Vậy bây giờ mời Giang Nhật Hạ đi ha. Giang Nhật Hạ có thể chia sẻ câu pháp cú này. Tự nhiên xin xuống mic nha. Và mong quý vị hãy nhanh tay. Thời gian nó còn rất là ngắn lắm. Cái thuốc thời gian nó quý lắm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Thầm Mài Giá. Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ con xin lãnh lễ siêu trí đức quý sư quý cô tu nữ, con kính chào thần lễ đạo tràng. Dạ cảm ơn cô. Con cho tín hiệu đường sóng của cô nhưng mà con nhúc nhích chứ con bị cô dích lên. Thật ra thì cái câu Phật ngôn này con nghe thì rất là hay, cũng giống như cái người Việt Nam mình hay nói có cái câu tục ngữ mà con hay lên mạng con nghe người ta hay phán là đầu to mà ốc như trái nho gì đó, thì có nhiều khi nó không có cân đối. Thường mấy người mà cái đầu to thì người ta khôn lắm, gặp ngoại lệ. Ở đây thì được ví giống như một cái con vật mà cũng không phải là đa bì thiểu nhục mà là đa bì thiểu trí, nó da nhiều nhưng mà lại không có được khôn cho lắm. Thì thật ra con cũng có nghe lúc đầu sư có một cái ví dụ thực tiễn ngay trong cái đạo tràng của mình để dạy cho tụi con, thì con rất là xa thấu.
riêng con thì con thấy cũng ví như một cái gia đình nhỏ bé của con á, thì thường có hay có mắc những cái lỗi lầm mà do cái sự nó là cái đứa đầu của thì mình hay dùng nó mà mình dạy, mình dạy dỗ cho bản thân của cái đứa con lớn và những mấy anh em luôn một lượt. Cho nên con cảm thấy những cái người mà mắc phải những cái lỗi lầm á, thì là vấn đề ở đây là nhân vô thập toàn, ai cũng có thể có những cái lỗi lầm hết. Cho nên nhiều khi nếu mà mình làm một cái lỗi gì sai đó mà mình được sẽ nhớ rất là lâu và khó mà tái phạm lắm. Còn nếu mà mình may mắn, mình không có phải là những cái người mình không có làm sai á, giống như những cái người em nhỏ, thì mình cũng sẽ được học hỏi theo. Mình có nhiều cái lợi lạc là mình dùng cái bài học của những người lớn, những người đi trước để mà mình học hỏi, để mà mình chỉnh sửa và mình cải chánh được cái tri trí của mình mà không có thể không có tái phạm trong tương lai. Thì con chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi. Con cũng cảm ơn sư đã trình bày duyên sự và tụi con hoặc trong đạo tràng hoặc là những người bạn đạo trong room mà có những gì sai thì sư sẽ chỉnh sửa để cho tụi con mỗi ngày được tiến bộ hơn. Dạ, con chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi. Con xin xuống mic và xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sao thú lành thay. Dạ, cảm ơn Giang Di thấy tín hiệu của Quang Thanh. Quang Thanh suy nghĩ câu pháp cú này như thế nào? Quang Thanh có thể chia sẻ với đạo tràng, chỉ còn vài phút nữa, 8 phút nữa, thì Quang Thanh chia sẻ cái suy nghĩ của mình và nói lên cái câu Phật ngôn này. Và nãy giờ thì Quang Thanh cũng nghe Ngài đã đọc duyên sự rồi. Bây giờ mời Quang Thanh nhé. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính, con cảm ơn cô tu nữ Tử Duyên. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và thì con cũng nghe về duyên sự của Ngài nói, thì theo con thì cái câu áp dụng là mình nên chi túc trong việc đầu tiên là việc ăn uống cho bản thân mình được nhẹ nhàng, thì cái và chuyên tâm và năng học hỏi về giáo pháp và lời dạy thực tế của Đức Phật để áp dụng vào đời sống. Thì theo con là đầu tiên là mình phải là chi túc trong việc ăn uống để cho cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, nó không có bị chỉ mình năng hoạt động thì nó sẽ rất dễ cho việc mình học pháp và hành pháp. Thì qua cái câu pháp cú, dạ, con không nhìn thấy bài do là con cảm ơn Ngài. Câu pháp cú này là người ít nghe kém học, lớn già như châu được thịt, nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Nghĩa là người này cũng có học, thế nhưng mà cái
cái tuệ của mình nó không tăng trưởng, nó không làm cho mình được sống hiện tại ngay bây giờ và về giờ là ngày vị lai. Nhưng theo con thì làm sao để mình tu tập và mình hành như thế nào và mình áp dụng như thế nào thì để cho cái lời dạy của Đức Phật của mình là nó ở ngay trong cái pháp hiện tại này. Bởi vì pháp mời chúng ta để mà đến để mà thấy thì chúng ta phải thấy ra được. Đầu tiên thì theo con thì mình phải thấy được cái khổ. Khổ ở đây là mình thấy được và mình nhận được. Thì con cũng có một cái phần chia sẻ vừa rồi, thực sự là con bệnh thì nó nặng nhưng đôi khi nó cũng đã vượt qua. Trong cái cơn đau của con là cơn đau tim vào đêm ngày hôm kia, là lúc 11 giờ là con bị lên cơn đau tim. Thì cái cơn đau đấy con không có la, con không có kêu, con không có kêu ai cứu hết ạ. Thì lúc đấy con nằm, con quán cái cơn đau đó và con quay về hơi thở của mình. Khi con quay được về hơi thở thì con dần dần con cảm thấy được là cái cơn đau cứ từ từ vậy thì nó bớt dần. Thế thì con thấy như thế thì con lại càng quay về cái hơi thở, nhưng mà con vẫn quan sát cái được cái thời gian nó là bao lâu, và con lại trong đó con sự tác ý mà nếu như vô thường đến với con thì con cũng chấp nhận và con xin được cúng dường cái thân xác này đến Đức Phật. Thì tự nhiên con nói lên được cái câu đấy thì đến lúc một lúc sau thì con vẫn thấy cơn đau của con 30 phút cơ, mà con không có kêu la, mà con cũng không gọi ai hết ạ. Con cứ kệ. Thế về sau này đến 30 phút thì con thấy cơn đau của mình nó cứ giảm dần, thì con thấy nó giảm dần. Thì lúc đó con mới hiểu rằng là tất cả cái khổ đến với mình là mình phải nhìn thấy. Khi mình nhìn thấy rồi thì mình sẽ nhìn thấy được cái tuệ. Mình mới thấy được là mình có chánh kiến, rồi mình sống trong trí tuệ, là cái tuệ lúc phát triển của mình đấy là mình quay về hơi thở để mình nhìn nhận lại mình ở bên trong. Chứ mình không, đấy con không có la gọi ai ở bên ngoài hết ấy. Con cứ nhìn vào bên trong cái đau và con dựa vào hơi thở của con để con vượt qua cái cơn đau đó. Thì đến khi được 30 phút thì con, và đến khi mà con chìm vào được giấc ngủ thì đến sáng ngày hôm sau con dậy là 4 giờ thì con thấy người rất là khỏe, thì con rất là vui vì con nghĩ là thế là mình cũng đã được cảm nhận qua cái sự tu tập và qua sự học pháp của mình, thì là mình vừa thấy được cái thọ khổ trên trong cái thân của mình, và mình nhìn vào để mình thấy được và mình phải gắng, chứ mình không có la lối hay là tâm mình nó toán loạn, mà mình tất cả mình tập trung về con cứ suy nghĩ là nhìn vào bên trong và tập trung vào hơi thở, và cuối cùng con đã làm được. Thì qua cái câu này thì con cũng biết rằng là thì bây giờ mình phải chịu khó mình học pháp, rồi mình chịu khó mình thu thúc trong việc thu thúc lục căn, rồi là mình phải chi túc trong ăn uống, mình ăn những cái vật thực gì nó hợp với cơ thể mình thì mình dùng, thì nó sẽ không có bị gây lên cái sự khó chịu cho cơ thể mình trong lúc tu tập. Thì còn cái người mà tuy ăn nhiều mà có thể là tăng nó sẽ lớn nó sẽ rất là to, thế nhưng mà cái tuệ thì mấy cái pháp hành nó không có tăng trưởng thì người đó vẫn luôn luôn không được an lạc. Đấy là theo ý kiến của con, thì con có nói sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con.
Con xin xuống mic. Dạ, con gửi lại mic cho Ngài Chế Đức thì con thấy cũng hết giờ rồi ạ. Sa thủ sĩ quan thành qua câu Phật ngôn này, sự trình bày của cô tu nữ Tự Duyên ha, sĩ quan thành mỗi vị một lẽ, tức là trong chúng ta cái vấn đề sự hiểu biết về câu Phật ngôn này, mỗi người có một cái nét khác nhau. Riêng sĩ quan thành thực tế hơn một chút, sức khỏe không được tốt, cảm nhận cái khổ nơi chính bản thân của mình, để rồi cố gắng tu tập là một cái điều rất là quan trọng. Không như Huynh Giang Nhật Hà nói rằng đầu to mà cái óc như trái nho hả. Ở đây cái điều quan trọng là chúng ta phải biết mình là ai. Khi mà bị bệnh hoạn ốm đau chi phối, mình phải nhìn cái cảm thọ đó, và cái quan trọng rằng mình còn thở hay không. Khi biết mình còn thở tức là mình còn sống. Hơi thở là một cái điều quan trọng ha. Đức Phật Ngài cũng nhờ có hơi thở, vị Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Vậy thì hãy quay về với thực tại, dầu chính chúng ta đang bị khổ đau chi phối, nhưng mà hãy trở về với hơi thở của mình, để mình cảm nhận mình là ai, mình còn sống hay mình đã chết. Thì cái hơi thở đó, để chúng ta biết rằng tuệ của chúng ta tăng trưởng hay không tăng trưởng. Thường thường thì người ta nói thùng rỗng kêu to, đó là một cái quan niệm, cái quy luật nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng hơi thở chúng ta còn hay hơi thở chúng ta mất, chúng ta còn sống. Mà hơi thở mất thì chúng ta đã ra đi rồi. Thì khi đụng chuyện hãy trở lại với hơi thở của mình, với một cái trạng thái bình thường. Đừng có thở gấp rút, đừng có thở hổn hển, đừng có thở để thở sâu thở chậm. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng cái hơi thở của mình ung dung tự tại, mình sẽ vượt qua tất cả những khổ đau. Trường hợp của chị Hoàng Thành, trong cái khổ tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ, để làm gì, mình chế. Đây là một điều quan trọng ha. Sa thủ Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến cũng rất hay. Rồi cô tu nữ Tự Duyên có ý kiến cũng hay về bài học này. Rồi riêng sĩ quan thanh, thời gian sau này thấy sức khỏe của sĩ quan thanh không được tốt ha. Mỗi lần lên đọc bài cầm micro thấy sức khỏe không tốt, nhưng mà qua sự tinh tấn để thể hiện sự tu tập của mình thì chúng ta thấy sự hoàn thành tiến bộ rất là nhiều. Tự mình chế ngự lấy chính mình qua hơi thở, sự đau đớn của thân xác nó giảm thiểu đi, đó là một sự thành công. Và đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng trong sự tu tập. Thì theo câu Phật ngôn này, cái hình thức bên ngoài, con người vì ngã mạn cho nên đã thể hiện những cái mình không đúng vị trí, không đúng chỗ, không đúng thời. Như trường hợp của vị trưởng lão Rô Lũ Đài Dĩ, trí tuệ không tăng trưởng, tức là chúng ta không có ghi nhớ và biết mình. Và biết mình thì chúng ta sẽ thành công trong mọi lúc mọi nơi. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc với câu Phật ngôn 152:
Đây là một bài học quý giá để chúng ta